Lộ tin nhắn mùi mẫn của Buka với Ginh Tuấn Kiệt, phản ứng của đàn trai gây bất ngờ. Mới đây, Buka bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn với Ginh Tuấn Kiệt. Khi nữ diễn viên than thở chuyện bị cúng cưng cào sức mặt, Ginh Tuấn Kiệt đã hài hước nhắn xin chú chó Nino này. Đáng chú ý, nữ diễn viên 8X đã ngỏ ý đề nghị Ginh Tuấn Kiệt nuôi cô. Hay em nuôi chị đi, chị để Nino tự sống một mình. Trước lời nói của đàn chị, nam diễn viên 9X hài hước đáp. Nhưng nuôi Nino em đựng được, chứ nuôi chị sợ không đựng được. Đoạn tin nhắn đáng yêu của cả hai khiến dân tình trần trần, tiếp tục đẩy thuyền nhiệt tình. Buka từng lên tiếng chia sẻ về hình mẫu chồng lý tưởng. Từ trước giờ tôi chỉ thích yêu người trong nghề, vì đặc thù công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn nam. Nếu bạn trai không hiểu sẽ dễ dẫn đến ghen tuông. Mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc, trưởng thành, không quan trọng tuổi tác. Thời gian qua dù liên tục để lộ bằng chứng hẹn hò, nhưng cặp đôi vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận. Người hâm mộ vẫn đang mong chờ tin vui từ cặp đôi. Thúy Ngân diện giày đôi và khoe được tặng bó hoa toàn tiền đô kèm lời nhắn đặc biệt đã chốt đơn Trương Thế Vinh. Dân tình đang dần dần cho rằng thuyền Thúy Ngân và Trương Thế Vinh cuối cùng đã về đến bến rồi. Được từ fan đến dàn sao V-Beat đồng lòng đẩy thuyền, đủ hiểu cặp đôi Thúy Ngân Trương Thế Vinh xứng đôi vừa lứa đến mức nào. Không hề né tránh hay ngại ngùng, Thúy Ngân khá thoải mái khi xuất hiện bên cạnh Trương Thế Vinh. Cặp đôi luôn kè kè nhau trong mỗi dịp tụ họp. Đặc biệt nhất vào tối ngày 17 tháng 4, Thúy Ngân đã spam trang cá nhân bằng loạt ảnh như khoe khéo đang hẹn hò lãng mạn cuối tuần. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn diện giày đôi và hờn trách ai đó, khiến cô ăn quá nhiều nên tăng tận 1,5kg trong một ngày. Hình siêu to khổng lồ nhất là Thúy Ngân còn đích thân đăng bức ảnh, chụp bó hoa bằng tiền đô kèm dòng chữ I love you, như muốn chứng minh cho cả thế giới biết cô đang rất hạnh phúc và được người ấy chiều chuộng hết lòng. Mặc dù nữ diễn viên quyết chẳng hé lộ chân dung ai kia, Trương Thế Vinh cũng không có bất kỳ động thái nào trên trang cá nhân, nhưng dân tình dần dần cho rằng cặp đôi đã chốt đơn và đánh lẻ khỏi hội bạn để hẹn hò cùng nhau. Thuyền Ngân và Vinh mà về đến đích thì vợ chồng Trường Giang cùng fan chắc sẽ vui mừng lắm đây.